xấu đích thì thế này, của cải chẳng muốn cho người biết. Nay tôi đâu nên cứ nín lặng, thân mạng còn bỏ huống của báu. Tôi đem của nhà đều bố thí để cầu nhân duyên Bồ Đề Đạo, luôn phần gia tài của anh có, cúng phước điền Phật vì rất kính. Ai thấy Thế Tôn đấng tối thắng đủ 32 tướng tốt đẹp mà chẳng phát nguyện đến Bồ Đề, chỉ trừ kẻ kiến chấp hạ liệt. Bao nhiêu nhà cửa và của báu, cha mẹ với tất cả quyến thuộc, tôi sẽ đều xả ly tất cả, mau đến chỗ Đức Như Lai Phật, là mặt nhược sáng đời cậy nương, từ tôn soi đời rất khó gặp, trăm ngàn câu chi do tha kiếp, thắng tướng như vậy khó được nghe. Tôi thấy Thế Tôn vào Dương Đô, chúng đại tỳ kheo dây quanh Phật như trăng tròn sáng tại trời trong, rọi ánh sáng soi khắp mặt đất. Tôi thấy Thế Tôn đến ngã tư, tướng tốt trang nghiêm tất cả chỗ, khác nào mặt nhật tia nắng vàng, đầy cả hư không thường chiếu khắp. Tôi thấy Thế Tôn đi trước chúng, trang nghiêm hiện phát tỳ kheo tăng, dường như núi chúa Tu Di kia, chói các núi báo đều nghiêm lệ, oai quang của Phật rất rực rỡ, soi hết quần sanh ở cõi này. Lưỡng túc tôn có đủ tướng tốt, ánh sáng làm đẹp hàng đại chúng, Như Lai có sức thần thông lớn, ngự trị trời rồng nhân phi nhân, lại khởi vô lượng thứ biến hiện, vì chúng sanh mà vào Dương Đô. Ai thấy Pháp Vương thạnh như vậy, 32 tướng trang nghiêm lớn, mà lại mong cầu hạ liệt thừa, chỉ trừ người thấp hèn ngu tối. Nay tôi mừng thấy Đức Thế Tôn phát sanh lòng tin rất thanh tịnh, vì độ chúng sanh tu Bồ Đề, cần phải mau đến chỗ Như Lai. Luật Nghi đồng tử lại nói kệ đáp lời em: ta đối đường xá chẳng phải lười, mà chẳng mau đến chỗ Như Lai. Chờ ta xuống khỏi tòa lầu này, sẽ ra phía ngoài suy gẫm kỹ. Phải nên bỏ rời tưởng chấp ngã, lại chẳng luyến tiếc thân mạng mình, và cầu trí huệ Phật tối thượng, rồi mới đi đến chỗ Như Lai. Cha mẹ, cửa nhà và của báu, thứ ấy làm người luyến ái nặng, nay ta đồng thời đều dứt bỏ, rồi mới đi đến chỗ Như Lai. Nếu người nguyện muốn sẽ thành Phật, lại rất mến thích Đức Như Lai, phải mau rời bỏ khối trân bửu, xa rời tục gia đến phi gia. Này Xá Lợi Phất, trụ Luật Nghi đồng tử nghe lời anh nói xong, liền xuống thang lầu để đến chỗ Thắng Hiện Dương Phật. Luật Nghi đồng tử xuống lầu nhanh chóng chạy đến chỗ Phật kính lễ xong, trụ Luật Nghi mới đến. Bây giờ Luật Nghi đồng tử đem 10 ước y phục báo vô giá dâng lên Đức Phật và nói kệ rằng: nay tôi chẳng cầu các tướng đẹp, dâng cúng Như Lai y vô giá, xin nguyện được báo ở đời sau. Đồng Phật Như Lai đây không khác, tối thắng trong tất cả hàm linh, khéo ở trong tất cả diệu pháp, xin nguyện được báo ở đời sau. Đồng Phật Như Lai đây không khác, đầy đủ tạng trí huệ vô thượng, khéo ở chánh cần các oai lực, 32 tướng thân có đủ, nguyện mau được thành Phật vô thượng, thành tựu chư Phật 10 trí lực, khéo an trụ bốn vô sở úy, xin nguyện được báo ở đời sau. Đồng Phật Như Lai đây không khác, như chỗ Phật biết pháp chân tịnh, chỉ Phật khéo ở soi sáng cả, xin Phật diễn nói pháp ấy cho, khiến tôi mau ngộ vô thượng giác. Nay tôi chẳng cầu tướng tốt đẹp, dân Phật y vô giá tối thượng, chỉ mong Bồ Đề diệu tịch tỉnh, để độ chư thiên và nhân thế. Như Lai đã ở pháp di diệu, tất cả dị luận không động được. Nay tôi vì cầu pháp như vậy, nên dân y vô giá thắng thượng. Các pháp không sanh không lão bệnh, cũng không rầu buồn lo khổ than, xin Phật dạy nói pháp tịch tỉnh, dắt diều lợi ích trời người vậy. Nếu pháp không có tham sân si, cũng không kiêu mạn và khát ái, xin nói Bồ Đề và Phật tánh, pháp vô vi mát mẻ cam lồ. Những pháp Như Lai đã an trụ, được hàng thiên long đều kính lễ, hoặc có tư lự hoặc vô tư, xin Phật dạy nói pháp tịch tỉnh. Phật ở tại đây hay chiếu khắp,
bốn phương vô lượng những Phật độ, như ngọn lửa hừng trong hang tối, tôi nguyện chứng được cam lộ này. Hoặc tất cả những ái vô ái, tánh thường chẳng nương nơi dục giới, sắc vô sắc giới cũng chẳng nương, xin Phật tuyên nói pháp diệu ấy. Trụ Luật Nghi nghe anh nói kệ xong, bèn đem một bộ quốc báo mới dâng cúng Thắng Hiện Vương Như Lai và nói kệ rằng: Nguyện tôi sẽ vì các quần sanh làm cứu làm về làm nhà ở, chẳng còn lại đi trên đường tà, hằng dắt bầy mê nói chánh đạo, nguyện thường chẳng quen các tham dục. Tham dục là đường kẻ ngu đi, rời hẳn tất cả pháp hữu vi, hằng gặp Như Lai Phật xuất thế, đã gặp được đấng soi sáng đời, phải nên cúng dường lưỡng túc tôn, cần cầu vô thượng Phật Bồ Đề, lễ cho các quần sanh vậy. Phải đem vô lượng dòng hoa hương, tràng phan cao đẹp và lộng báo, dâng hiến vua rồng trong loài rồng, lễ cho các quần sanh vậy. Lại đem các thứ y phục đẹp, mền nệm uống ăn những thuốc men, đều mang dâng hiến Phật Thế Tôn, lễ cho các quần sanh vậy. Đánh trống lớn nhỏ thổi ốc loa, hòa tấu tiêu sáo tiếng ca thanh, đều đem dâng hiến đấng soi đời, lợi ích tất cả quần sanh vậy. Món ăn thơm ngon rất bổ dưỡng, thế gian di diệu thường ưa chuộng, đều đem dâng hiến đấng cứu đời, lợi ích tất cả quần sanh vậy. Cúng dường rộng lớn như vậy rồi, lợi ích vô lượng các chúng sanh. Bây giờ tôi liền học xuất gia, siêng năng tu học các phạm hạnh, sẽ an trụ nơi bát chánh đạo, lại an vô lượng ức chúng sanh. Nguyện tôi làm chỗ hữu tình nương, thường chẳng đi trên đường tà vậy. Chư thánh quở rầy rất hạ liệt, đó là dâm dục tôi bỏ được, lại sẽ dứt bỏ các phóng vật, với chẳng phóng vật luôn tu học. Nguyện tôi chẳng sanh vào các nạn, thường được sanh vào nhà tịnh tín, đời đời thường thấy Đức Thế Tôn, thấy được Phật rồi rất tin tưởng, đã tin tưởng Phật rồi cung kính, đem dòng hoa đẹp và hương thoa, các thứ âm thanh cúng dường rồi, cần cầu trí huệ sâu của Phật, rộng sắm đồ cúng Phật như vậy, trải qua vô lượng câu chi kiếp, dứt hẳn dục lạc bỏ tại gia, siêng năng tu học hạnh thanh tịnh. Trụ Luật Nghi đồng tử nói kệ xong, liền tại chỗ của Phật Thắng Hiện Vương xây dựng đạo tràng bằng xích chiên đàn cao đẹp bốn do tuần, ngang rộng trang nghiêm, đủ kiểu chạm đẹp. Đã lập đạo tràng trang nghiêm xong, đồng tử Trụ Luật Nghi đem dân Phật Thế Tôn ấy mà nói kệ rằng: Đức Phật an trụ bốn thứ trụ, đấng tối thắng xưa thường khen ngợi, nay tôi mừng cầu trụ như vậy, xin đấng thiện thệ từ mẫn hứa, nếu có an trụ chỗ trụ ấy, tâm thường biết rõ vô lượng chúng, và biết đời quá khứ vị lai, nay tôi mừng cầu trụ như vậy, nếu ở chỗ ấy đến cứu cánh, bốn thứ chánh cần bốn thần túc, và bốn tối thắng vô ngại biện, nay tôi mừng cầu trụ như vậy. Lúc ấy vì thương đồng tử ấy nên Phật Thắng Hiện Vương nhận tòa đạo tràng Thắng Thượng được hiến dâng. Phật cùng tỳ kheo tăng vào ở trong ấy. Thấy Phật và tỳ kheo tăng đã nhận và vào ở tòa đạo tràng của mình dâng, đồng tử Trụ Luật Nghi rất vui mừng, lại đem các thứ cúng dường thượng diệu dâng hiến cung kính tôn trọng khen ngợi gấp bội trọn nửa tháng không ngớt nghỉ. Sau đó ở trước Phật, đồng tử ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, do lòng tin thanh tịnh mà xuất gia chuyên chí tinh tấn cầu các pháp lành. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy hai đồng tử cầu pháp lành rồi, tâm trí chân chánh với vô thượng Bồ Đề đều phát hoằng thệ. Luật Nghi đồng tử phát thệ rằng: Nguyện tôi thành Phật trước, Phật ấy hiệu Thế Gian Y Hộ Phóng Đại Quang Minh. Trụ Luật Nghi đồng tử phát thệ rằng: Nguyện tôi thành Phật trước, Phật ấy hiệu Đại Đạo Thương Chủ Cứu Độ Trời Người. Luật Nghi đồng tử ở trước Đức Phật Thắng Hiện Vương đứng chắp tay đại thệ trang nghiêm nói kệ rằng: Tôi sẽ chẳng còn ngồi yên nữa, và cũng chẳng dựa thân nằm ngủ, chuyên rồng cần cầu đạo Bồ Đề để lợi ích các chúng sanh vậy. Tôi sẽ chẳng kể thân mạng sống, thường bỏ giải đãi siêng tinh tấn,
chỉ cầu vô thượng bồ đề đạo để làm lợi ích các chúng sanh. Giả sử máu thịt đều cạn khô, da xương gân mạch đều teo gầy, phải bỏ giải đãi và thân mạng, xin cầu đến bồ đề vô thượng. Trụ luật nghi đồng tử nghe lời anh phát thệ vui mừng hớn hở, liền ở trước anh nói kệ rằng: Nay phải cùng hiệp đồng hòa hảo, tu hành bồ đề vô thượng hạnh, phát khởi tinh tấn siêng tối thắng, để lợi ích tất cả quần sanh. Nay tôi giảm lo cho thân mạng, mặc cho máu thịt lần khô cạn, phát khởi tinh tấn học theo anh, để cầu vô thượng bồ đề đạo. Tôi sẽ ở riêng rảnh vắng vẻ, núi rừng quan vắng siêng tinh tấn, thường cầu trí tối thắng vô thượng, ở ngôi trang nghiêm đại pháp dương. Này Xá Lợi Phất, thuở quá khứ ấy hai đồng tử Luật Nghi Đại Bồ Tát và Trụ Luật Nghi Đại Bồ Tát ở trong pháp hội của Thắng Hiệm Vương Như Lai phát hoằng thệ lớn: Vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật nên siêng năng tu hành chánh đạo. Này Xá Lợi Phất, lúc hai Bồ Tát ấy thực hành tinh tấn trong thời gian 1000 năm chưa hề bị sự ngủ nghỉ xen đoạt chừng khoảng đàn chỉ, trong 1000 năm chưa hề có ý muốn nằm nghỉ, trong 1000 năm chưa hề có ý thích ngồi, trong 1000 năm chưa hề có một lần khom lưng ngồi xổm, chỉ trừ lúc tiêu tiểu, nếu lúc uống ăn thì đứng thẳng. Trong 1000 năm chưa hề ăn 2 lần, một ngày chỉ ăn 1 lần, mỗi lần chỉ ăn 1 vắt và uống 1 chén nước. Trong 1000 năm chưa hề có ý thích ăn uống, như có ý nghĩ rằng nay tôi đói khát cần phải uống ăn thứ ấy. Trong 1000 năm chưa từng có 1 lần ăn uống quá lượng. Trong 1000 năm chưa hề có quan niệm ăn uống vừa ý, thứ này mặn, này lạ, này ngọt, này đắng, này cay, này chua, này ngon, này dở. Trong 1000 năm mỗi khi đi khất thực thì nhất tâm chánh niệm, chưa hề nhìn ngó mặt người cúng thí, chưa hề có ý nghĩ ai cho ta, là đàn ông hay đàn bà, nhẫn đến đồng nam đồng nữ cũng chẳng nhìn ngó. Trong 1000 năm ở dưới cội cây mà chưa hề ngước mặt ngó hình cây. Trong 1000 năm chưa hề thay đổi y phục để mặc. Trong 1000 năm chưa hề có ý tham, ý giận, ý hại. Trong 1000 năm chưa hề có ý nhớ tưởng thân quyến hoặc cha hoặc mẹ hoặc anh chị em và các quyến thuộc khác. Trong 1000 năm chưa hề nhớ nghĩ nhà cũ. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ ngước xem màu sắc nhật nguyệt tinh tú mây ráng hư không. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ đem thân dựa nơi cây nơi vách. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ dùng tô dầu thoa tay chân. Trong 1000 năm chưa hề có quan niệm kinh sợ. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ thân tâm mỏi mệt. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ lười biếng phóng dật, mà chỉ có ý nghĩ nay ta tu hành lúc nào sẽ chứng vô thượng bồ đề. Trong 1000 năm chưa hề có 1 lần thân tâm đau khổ. Trong 1000 năm chưa hề có ý nghĩ tôi muốn cạo tóc, chỉ trừ Tứ Thiên Vương đến dùng thần lực lấy tay xoa tóc, mang về cung trời xây tháp báo cúng dường. Trong 1000 năm dầu có chư Thiên Vương hoặc đến hoặc đi, mà hai đồng tử Bồ Tát không hề có ý tưởng đến đi. Trong 1000 năm chẳng hề có quan niệm từ trong bóng râm tối đi đến chỗ ánh sáng, từ chỗ nóng nực đến chỗ mát mẻ. Trong 1000 năm dầu là mùa rét lạnh cũng chưa hề có ý tưởng mặc áo dày ấm. Trong 1000 năm chưa hề có quan niệm luận bàn việc thế gian vô ích. Này Xá Lợi Phất, trong 1000 năm hai đồng tử Bồ Tát ấy thực hành tinh tấn kiên cố như vậy, bây giờ có ác ma tên Ngu Si Niệm, như ngày nay ta xuất thế có ác ma 3 tuần vậy. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy ác ma vì muốn làm nhiễu loạn nên ở khắp đường kinh hành của Luật Nghi Bồ Tát, ác ma bố trí đầy dao đưa lưỡi nhọn bén lên. Luật Nghi Bồ Tát thấy đường đầy dao hơi quên chánh niệm, có ý tưởng dao nhọn bén. Vì có ý tưởng ấy liền tự giác ăn năn phát âm thanh lớn 2 lần xướng rằng: Quái lạ thay, tại sao nay tôi lại phóng dật? Âm thanh ấy vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Trên hư không có sẵn 100.000 câu chi đồ đảng thiên ma, nghe tiếng xướng lên của Bồ Tát, liền đồng thanh bảo Bồ Tát rằng: Lời phổ cáo của Ngài rất hay, rất hay. Này Xá Lợi Phất, những âm thanh ấy chỉ riêng Luật Nghi nghe, còn Trụ Luật Nghi chẳng nghe, đó là do ma lực vậy. Này Xá Lợi Phất, nghe lời nói của thiên ma, Luật Nghi Bồ Tát phấn phát đại tinh tấn kiên cố đi kinh hành trên đường ấy, nhiếp tâm lại chẳng còn nghĩ tưởng đến dao nhọn. Hàng phục ma oán ấy xong, Luật Nghi Bồ Tát an trụ oai nghi như vậy, thực hành diệu hạnh như vậy, tu đạo tích như vậy,
khởi đại bi như vậy, phát khởi tinh tấn dũng mãnh như vậy chưa hề thôi nghĩ. Lại này Xá Lợi Phất, hai Bồ Tát ấy ở trong Pháp hội Phật Thắng Hiệm Dương vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật nên đều thành tựu đại bi dũng mãnh. Lại trong ngàn năm ở rừng vắng rảnh tu tập Phật tùy niệm. Sau thời gian ấy, Phật Thắng Hiệm Dương nhập Niết Bàn. Chư Thiên đến báo tin ấy với hai Bồ Tát. Hai Bồ Tát ấy liền đến chỗ Phật nhập diệt, đứng chắp tay chiêm ngưỡng Đức Như Lai chẳng rời mắt, lòng rất mến luyến kính trọng và nghĩ rằng Đức Như Lai xuất thế đại từ bi che chở chúng sanh đồng như nhà ở, sao Phật sớm nhập Niết Bàn khiến chúng tôi không chỗ nương không chỗ nhờ. Này Xá Lợi Phất, hai Bồ Tát ấy đứng trước Đức Phật luyến mến kính ngưỡng trọn 7 ngày 7 đêm, chân chẳng dời động chẳng xiết cảm thương, liền mạng chung sanh lên Phạm Thiên. Đã được thân Phạm Thiên có sức trí biết đời trước, liền dùng thần thông đến hội Niết Bàn. Hai vị ấy vì Xá Lợi của Phật Thắng Hiện Dương mà xây tháp báo cao lớn cực trang nghiêm, mãn 40.000 năm mới hoàn thành. Trên tháp treo nhiều lọng tròn. Xây tháp xong, hai Bồ Tát ấy rất vui mừng, đứng chắp tay chiêm ngưỡng mến kính mãi đến 70.000 năm mới cúi đầu đảnh lễ. Do đó hai Bồ Tát mạng chung đều sanh vào nhà chuyển Luân Dương ở Thiện Bộ Châu. Lúc sơ sanh, hai Bồ Tát nhớ những sự việc quá khứ liền nói rằng: nay tôi phải an trụ nơi pháp bất phóng dật tối thượng đệ nhất. Hai Bồ Tát ấy lại nói kệ tự răng mình rằng: nay tôi sanh nhà vua chuyển luân, của cải rộng lớn đều như ý, phải nên xa bỏ những phóng dật, cần cầu vô thượng bồ đề đạo, của báo sắc dục và ngôi vua. Vô thường mau chóng trong giây lát, người trí chẳng ham thích thứ ấy, siêng tu vô thượng Phật bồ đề, với của báo nếu chẳng ham ưa. Vì lợi chúng sanh cầu Phật quả, phải mau rời nhà cầu xuất gia, tu hành thắng diệu hạnh thanh tịnh. Thuở quá khứ xưa vô lượng kiếp, đam mê ngũ dục làm phước đức, hoặc sanh lên trời hoặc nhân gian, chưa hề có lòng chán ngũ dục. Phải bỏ ngũ dục và ngôi vua, cha mẹ quyến thuộc và của báo, bỏ cả quốc thành và quan quân, xuất gia cần cầu chứng Phật quả. Này Xá Lợi Phất, hai Bồ Tát sơ sanh ấy thân hình đoan chánh bằng đồng tử 16 tuổi, liền cạo tóc đắp ca sa, do lòng tin thanh tịnh mà xuất gia, trọn 20.000 năm siêng tu phạm hạnh. Sau đó mạng chung lại sanh trời Phạm Thiên, mãn báo trời lại sanh nhân gian. Thuở ấy ở Thiện Bộ Châu có Phật xuất thế hiệu Diệu Hương Như Lai, ứng cúng chánh biên tri minh hành túc thiện thệ. Thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự thượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Được gặp Phật, hai Bồ Tát liền theo Phật xuất gia mãn câu chi năm tu hành phạm hạnh. Thứ đệ như vậy có 10.000 đức Phật xuất thế, luật nghi Bồ Tát đều được gặp Phật và đều theo Phật xuất gia tu phạm hạnh, trong các cội lành luôn siêng tinh tấn. Trụ luật nghi Bồ Tát cũng đời đời sanh đồng chỗ với anh và điều tu thánh đạo, chỉ trừ chẳng tu phạm hạnh nơi một đức Phật. Do đó luật nghi Bồ Tát thành Phật trước xuất hiện ra đời, hiệu Xí Nhiên Tinh Tấn Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thọ 90 câu chi tuổi. Đệ tử Thanh Văn có 90 Na Do Tha câu hội. Này Xá Lợi Phất, thuở Xí Nhiên Tinh Tấn Như Lai xuất thế thì trụ luật nghi Bồ Tát làm chuyển Luân Dương, quay thế khắp bốn phương, đủ phước đức lớn. Dương rất tin kính Đức Phật, sắm những y phục, đồ ăn uống, thuốc men và nhiều thứ cần dùng, trọn 3 tháng cúng dường, tôn trọng tán thán Đức Phật và tỳ kheo tăng. Đức Xí Nhiên Tinh Tấn Như Lai thọ sự cúng dường ấy, và vì muốn giác ngộ chuyển Luân Dương nên nói kệ rằng: nếu muốn chứng được các Phật pháp, tinh tấn dũng mãnh là trên hết. Các loài hàm sanh tham ngũ dục, có mong cầu chi khó quả toại. Nếu cầu nghĩa lợi nơi ngũ dục, người trí nên biết không nghĩa lợi. Vua nay ở tại không nghĩ lợi, cầu thắng nghĩa lợi chẳng thể được. Xưa Phật cùng vua là anh em, đều phát hoằng thệ cầu bồ đề, thuở ấy tranh đua cùng ước hẹn, ai sẽ mau được thành Phật trước.
nay vua thấy Phật chứng Bồ Đề, chuyển thắng Pháp Luân cho đại chúng, vua còn ngập chìm nhà ngũ dục, quan dâm nữ sắc luôn thủ hộ. Chư Phật quá khứ thường tuyên nói, người trí chớ nên ham ngũ dục, nên ta luôn luôn siêng xa rời, chưa hề theo cầu làm phóng dật. Vua thấy biết sai làm vô nghĩa, nên thường ở tại nghiệp vô nghĩa. Tham dục gây khổ vua mãi mê, ly dục thanh tịnh được thánh ngợi. Nghe Đức Xí Nhiên tinh tấn nói kệ xong, Chuyển Luân Vương ấy liền giác ngộ, thấy rõ lỗi tham dục cầu mong xuất gia, trọn chẳng giả từ vợ con quyến thuộc đại thần, các tiểu vương, cũng chẳng đoái nghĩ quốc gia nhân dân, kho tàng châu báu. Vua đứng lên đến trước Đức Phật, nhất tâm chắp tay nói kệ rằng, tôi sẽ bỏ hết nhà lẫn nước, cần đến chỗ vắng đến ngày chết, thà để da thịt đến khô khan, để làm nhân duyên Bồ Đề Phật, lại phải tinh tấn đại dũng mãnh, lợi ích vô lượng các quần sanh, vứt bỏ tại gia đến phi gia, sẽ ở vô vi chỗ trống vắng, chẳng thích đeo theo các ngũ dục, tệ ác dối gạt kẻ ngu phu, vì ta sa chìm trong buồn dục, nên nay bịt mắt mà theo sau. Ngũ dục kho báu và ngôi vua, tất cả đồng thời đều dứt bỏ, tức thời ở trong thánh giáo Phật, chuyên lo tinh tu đạo vô thượng. Ai người có trí lại gần dục, ai học chánh pháp làm hữu di, khiến tôi tu hành tinh tấn rồi, chẳng mau thành Phật ham ngũ dục. Vì thế tôi bỏ các dục lạc, ngôi vua của báo đều trừ dứt, cần theo Phật giáo đến phi gia, làm nhân duyên Phật Bồ Đề vậy. Nói kệ xong, Chuyển Luân Vương ấy ở chỗ Đức Phật Xí Nhiên tinh tấn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, do lòng tin thanh tịnh mà xuất gia, rồi đến ở chỗ vắng vẻ siêng tu phạm hạnh. Lại có 60 câu chi trăm ngàn chúng sanh nghe Chuyển Luân Vương xuất gia học đạo, họ cũng khởi lòng tin thanh tịnh, theo vua xuất gia siêng tu phạm hạnh. Này Xá Lợi Phất, Đức Xí Nhiên tinh tấn Như Lai ở đời giáo hóa lâu sau thì nhập niết bàn. Chuyển Luân Vương tỳ kheo thấy Phật diệt độ, thương cảm mến tiếc, xây bửu tháp cúng dường Xá Lợi. Ít lâu sau, mạng chung sanh cung trời Đâu Suất, rồi lại sanh nhân gian thành vô thượng chánh giác, hiệu Diệu Hạnh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thọ một câu chi tuổi. Đệ tử Thanh Văn có câu chi na do tha, câu hội, đều là đại A La Hán, trăm ngàn chúng đại Bồ Tát đều chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh. Việc đáng làm đã làm xong, Đức Diệu Hạnh Như Lai nhập niết bàn, chánh pháp trụ thế hơn một kiếp, Xá Lợi lưu bố lợi ích chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, an trụ chánh cần, hành Bồ Tát đạo, phải nên y theo sự tu học tinh tấn dũng mãnh không mỏi của luật nghi đại Bồ Tát, chớ có làm theo chúng sanh tham lam bọn xẻng mê gặm xương khô kia.